Kính chào quý vị và các bạn, Quang Bảo rất vui được gặp lại những khán giả yêu quý của VTV Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình tại Vĩnh Phúc. Khi mà nói tới Vĩnh Phúc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Tam Đảo với nền nhiệt độ trung bình từ 18 đến 20 độ. Quả thật, thị trấn trong sương này là một lựa chọn rất phù hợp để mà xả hơi mùa hè đấy quý vị ạ. Nằm ở độ cao 900m so với mực nước biển, thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là một nơi lý tưởng cho những du khách muốn rời xa cái nắng nóng, ồn ào khói bụi của đô thị. Nhà thờ đá cổ là một địa điểm nổi tiếng mà bất cứ ai tới Tam Đảo cũng không thể bỏ qua. Tới đây, các nhóm bạn trẻ hay những cặp đôi có thể tìm được vô vàn góc chụp hình đẹp mắt để ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình. Khoảng từ 4 tới 5 giờ chiều là thời điểm đẹp nhất cho du khách ghé thăm tại Cầu Mây. Được bao quanh bởi thung lũng xanh Tam Đảo, Cầu Mây có nhiều góc chụp ảo diệu hệt như trong cổ tích. Đây cũng là nơi mỗi người có thể tìm cho mình một góc riêng để hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận trọn vẹn từng phút giây bình yên thư thái. Lên Tam Đảo có một món ăn đã trở thành thương hiệu, đó chính là su su. Người dân ở đây sáng tạo ra rất nhiều những món ăn từ ngọn và quả su su. Do thời tiết mát mẻ thuận lợi cho cây phát triển nên đây trở thành một món ăn yêu thích quanh năm quý vị ạ. Cả ngọn và quả su su đều có thể dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn. Đến với Tam Đảo thường là khách đầu tiên là ưu tiên cái món rau su su xào tỏi, quả su su luộc chấm muối vừng. Ngọn su su xào cho vị đậm đà giòn ngon, còn quả thì đem luộc chấm muối vừng lại cho vị ngọt bùi thanh mát. Từ vườn nhà, su su xuống chợ, len lỏi vào các quán ăn, hiện diện trong danh mục đặc sản Tam Đảo mà thực khách nào khi thưởng thức cũng gật gù khen ngon. Rất là ngon, ngọt và thanh mát nữa, mùi vị thì rất là đậm đà. Đây là món rau su su của Tam Đảo. Và đến với thị trấn xanh này thì các bạn đừng quên thưởng thức món ăn giản dị này nhé. Ẩn trong những ngọn núi được sương mù bao phủ của Tam Đảo là ngọn tháp truyền hình giữ chức năng thu phát sóng phát thanh, truyền hình cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Chinh phục ngọn tháp này để chạm vào mây, để ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ cũng là một trải nghiệm vô cùng độc đáo ở Tam Đảo quý vị ạ. Leo tháp truyền hình là một trải nghiệm thú vị ở Tam Đảo. Du khách phải leo bộ gần 1.400 bậc đá. Đường đi tuy không gập ghềnh, nhưng để lên đến đỉnh núi Thiên Nhị, du khách cũng cần phải rất bền bỉ và dẻo dai. Và chờ đợi du khách ở cuối hành trình này là những phút giây thảnh thơi, thu vào tầm mắt muôn trùng non nước. Từ lâu thì bà con cũng như anh mình và gia đình đã có cái ước mong là lên được đến tận nơi tham quan cái tháp truyền hình của Tam Đảo, nhìn sang Vĩnh Yên, nhìn kẹp Ba Vì của Hà Nội nữa, rồi nhìn sang bên kia thì thấy thành phố Thái Nguyên. Nếu có dịp lên Tam Đảo, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục tháp truyền hình nha. Màu xanh và sự mát lành của Tam Đảo thực sự khiến người ta không lỡ rời đi phải không quý vị? Nhưng Vĩnh Phúc vẫn còn rất nhiều những điều thu hút nữa đấy. VTV Travel sẽ bật mí trong những tập tiếp theo, quý vị đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ thì Quang Bảo phải chào tạm biệt quý vị rồi.